Trời ơi, chào hai em. Trời ơi, anh cũng đâu có ngờ em biết nhảy bài này đâu vợ. Em cũng nhìn lén lén qua, em cũng học thuộc. À, trời ơi, giờ hôm nay ai ngờ hôm nay mới được tỏa sáng như vậy. Vâng, xin mời năm người chơi đặt câu hỏi. Hai bạn hát dòng nhạc gì vậy hai bạn? Hiện tại chúng em là đi hát tự do và dòng nhạc chúng em theo đuổi là nhạc sôi động, nhạc trẻ. Nói chung là đa dạng nhiều thể loại, có thể là hát nhạc xưa cũng được à. Wow, đa tài quá. Hai đứa sinh đôi hả tụi em? Dạ, em là sinh đôi à. Cưng à, đến ơi. 3.600 điểm. Đi ra đứng gần người ta cái coi coi nó có vô cái đội hình hay không, cái 3.600 cái gì. Đứng ở giữa tính ơi. Vô à. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bình chọn cho Hữu. Bình chọn cái gì không phải của mình đi chứ. Bình chọn. Chưa gì hết trơn à. Nè, cô gái màu hường có muốn nói gì với người ta không? Ngay từ lúc đầu á, khi mà Di nghe nói là trong chương trình sẽ có một cặp song ca, Di rất là trông đợi. Và Di cảm thấy là Di chờ đợi từ đầu chương trình tới bây giờ để chờ các bạn xuất hiện rất là xứng đáng. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Thiên Ngân ơi, hôm nay chị biết là mấy em chọn style Hàn Quốc nên chị đây cũng style Hàn Quốc bánh không mèo. Chị, cái này không phải style Quốc, này style Thái Lan chị. Trời ơi, nghĩ sao. Trời ơi, bất kỳ. Trước khi chúng ta thương lượng với hai cô gái bé bỏng xinh xắn này, chúng ta phải làm việc với hai anh chàng kia trước. Hiện nay Thúy Ngân đang sở hữu anh chàng Tuấn Phương. Tim đang sở hữu Đào Tính. Các bạn vẫn còn cảm thấy an toàn hay không? Nếu không, các bạn được quyền hồi lại cho chương trình. Dĩ nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc là mình đang liều lĩnh với bản thân, là mình chưa có ca sĩ trong tay. Dạ, lúc nãy với số điểm của anh Đào Tính rất cao như vậy mà em vẫn chung thủy cho anh Tuấn Phương á, thì đến bây giờ em vẫn như vậy. Và em nghĩ là khán giả sẽ không thể vì một người nào đó mà bỏ rơi em với anh Tim, đúng không ạ? Quy định của em là? Dạ, em không. Không hồi, không nhượng. Dạ. Harry không biết sao chứ Harry cảm thấy nhân tố này rất là nguy hiểm. Quá đáng yêu, quá dễ thương. Ra cái là khán giả phản ứng khác hoàn toàn. Bà xã nói rất đúng. Nhiều khi giọng hát là một yếu tố. Ngoại hình, tính cách, biểu diễn lại là một yếu tố. Chương trình chỉ lựa chọn người được bình chọn cao nhất. Các bạn nên nhớ điều đó. Cho nên Harry muốn hỏi anh Tim. Thực ra thì hai bạn nữ thì rất là thông minh khi mà chọn một cái cover lại một cái đoạn nhảy mà đang rất là hot. Còn bạn Tuấn Phương thì có một giọng hát rất là hay. Nhưng mà không may là Đào Tính có tất cả. Vừa có ngoại hình Hàn Quốc, vừa có giọng hát, mà vừa có một cái thần thái mà thu hút mà rất là nhiều bạn. Mà Tim thấy là số điểm 92 còn khá là thấp so với lại cái năng lực của Đào Tính, nên chắc chắn là Tim phải giữ Đào Tính. Như vậy là Tim giữ. Vâng, bây giờ xin mời năm người chơi cược điểm. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Xoay. Wow. Hữu Tính 3.600 điểm. Sĩ Thanh 9.900 điểm. Băng Di 10.000 điểm. Băng Di là chơi không cần giải thưởng luôn. Băng Di sẽ không có tiền nào có nắm tiền được cả. Không sao, không sao. Thưa quý vị, dĩ nhiên cái trận cuối ai cũng sẽ rất là máu lửa. Thế nhưng đây là điều duy nhất mà hai cô gái được quyền sở hữu, đó là được lựa chọn về đội của cái người mà hai cô ấy yêu thích nhất. Dĩ nhiên, làm điều này, hai cô ấy cũng phải đắn đo suy nghĩ. Bởi vì, chọn Sĩ Thanh nếu thắng ra về 9 triệu 9. Chọn Băng Di nếu thắng ra về 10 triệu. Mà chọn Hữu Tính ra về chỉ có 3 triệu 6. Có vậy liệu bù điện túi? Các em lý trí với tình cảm, cái nào chiến thắng? Phải hỏi ý của các em.
Em thì em rất là thích chị Sĩ Thanh. Thật là vì sao? Em, vì sao? Tại vì em thích nghe nhạc của chị Sĩ Thanh. Thích đêm. Chị cũng rất là thích hai em, thật sự chị cũng rất là thích hai em. Em thì em thích chị Băng Di, tại vì hồi trước em có tham gia một cái game show chung với lại chị Băng Di. Đấy, chị rất là dễ thương. Cảm ơn rồi em. Ơi, 3.600. Bánh tôm xì, bánh tôm xì đi. 3.600 bên kia. Người ta cào cấu, người ta năn nỉ, không thèm dòm. Chưa đến phút cuối cùng. Hai em nói là nó thích thôi, từ từ. À, thích thôi, bên đây là yêu. Nhiều khi là yêu làm sao? Dạ, quan trọng là cái điều em lắng nghe nó sẽ như thế nào. Đúng. Con tim em nó sẽ... Bây giờ, mỗi người sẽ có 60 giây để trình bày cảm xúc của mình. Nói cho các bạn ấy biết vì sao các bạn ấy nên chọn các bạn. Bắt đầu từ Sĩ Thanh. Thực ra khi mà tới tham gia cái game này á, trong đầu em nghĩ là chắc chắn em sẽ thua. Tại em cực kỳ là kỵ màu đen. Chị hy vọng á, bây giờ điểm số nó không quan trọng, chị giữ lại 100 ngàn thôi. 100 ngàn này á, chị nghĩ là hai tụi em sẽ giúp chị bỏ xóa đi cái vận xui của chị. Và thật sự chị có niềm tin hai em với cái vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn sẽ đánh bại được hai anh to lớn khỏe mạnh bên đây. Anh nói rất lưu loát. Mời bạn gì? Chị không phải là kiểu người ăn nói khéo. Chị có sao nói vậy thôi. Nhưng mà chị luôn luôn tin là phụ nữ họ giỏi hơn đàn ông rất là nhiều. Và ngày hôm nay chị muốn là tụi em chứng minh cái điều đó. Bây giờ là chị chơi hết với tụi em rồi. Chị rất là tin tụi em, hy vọng là tụi em cũng tin chị. Xuất sắc. Bây giờ tôi chờ đợi những lời nói vàng ngọc xuất phát từ vị đại gia còn 3.600 kia. Xin mời đại gia góc hẻm. Ai cũng có lúc xa cơ lỡ vật. Trời ơi. Các em à, anh không vòng vo, anh nói thẳng là anh đã chơi và anh không may mắn. Anh chỉ còn một số điểm ít ỏi này thôi, coi như là anh không có còn cái gì để nói, em hiểu không? Các em là cái gọi là vị cứu tinh của anh, niềm hy vọng cuối cùng của anh. Cho nên là khi em về rồi em muốn quyết định cái gì đó em quyết định luôn. Là nếu anh thắng là số tiền đó là được đi làm từ thiện đúng không anh? Chơi luôn. Chị cũng có thể làm từ thiện nếu mà chị thắng mà. Chỗ ta chị... đang nói nha, 60 giây của bà xong rồi nha. Ba chị cũng chơi hết. Nè, 60 giây là xong rồi nha. Nhạc buồn vô lại. Các em à, trời ơi, anh rất đau lòng khi phải nói với bạn chơi như vậy. Bởi vì người ta đang lấn đất của anh. Một lời cuối cùng. Cứu anh nha mấy em. Nè chị nói nè, ổng chọn người khác rồi. Thưa quý vị, Hữu Tính đã vừa sử dụng khổ nhục kế rất thành công. Và nghe đâu có vẻ là hai cô bé cũng có lung lay ánh mắt. Và bây giờ anh Thành muốn lắng nghe ý kiến cuối cùng của hai bạn. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Quyết định cuối cùng của hai em là... Em vẫn giữ quyết định là em thích, rất là thích chị Sĩ Thanh và chị Băng Di. Nhưng mà thật sự ra là có một người khác làm cho trái tim của tụi em phải đến phút cuối phải thay đổi. Và người đó chính là ông chú 3.600. Yeah! Chúc mừng Hữu Tính. Em đã lỡ thích. Hữu Tính. Trời ơi. Cảm ơn các em rất là nhiều. Không ngờ cái gu của tụi em thấp như vậy. Trở mặt. Thật đó. Trở mặt. Tại sao không chờ chiều, chị nhắc tên tụi em rất là nhiều. Sao cưng? Nói đi cưng. Dạ, khi mà chị Băng Di và chị Sĩ Thanh thuyết phục là em cũng có lung lay. Bởi vì thực tế là chị Băng Di chị và chị Sĩ Thanh đều là mang cho em cảm giác là rất là muốn chọn. Nhưng mà bởi vì là anh Hữu Tính thì anh lại chiếm được cảm tình của ba mẹ em. Hả? Anh chị, trời đất ơi. Các bạn của em, tại vì em đã cày view cho anh rất rất là nhiều luôn. Không những là em coi, xong rồi em... Chơi với người lớn bao giờ cũng có lợi. Trời đất ơi. Dạ nên là nếu như mà em chọn anh Hữu Tính chắc có lẽ là về ba mẹ em sẽ rất hạnh phúc. Bây giờ thế này thưa quý vị, một điều kỳ tích đã xảy ra. Hai cô bé đã lựa chọn Hữu Tính. Đồng nghĩa với việc là hai cô ấy phải tự giảm đi cái quyền lợi của mình.
Đó là một điều thật sự là tuyệt vời và ấn tượng chỉ có trong giọng ca bí ẩn. Và thưa quý vị, hãy xem là sự hy sinh đó có xứng đáng hay không. Mời các em hát. Vâng, vừa rồi là ca sĩ Bảo Anh và Bảo Trân. Rất là dễ thương phải không ạ? Và thưa quý vị, còn chần chờ gì nữa, hãy bình chọn cho hai cô gái. Mọi người ơi, hãy ủng hộ em với anh Tim ạ. Rất hiếm thôi là trong chương trình có được số điểm bằng nhau như vậy ạ. Mặc dù là hai em không có chọn chị, nhưng mà thật sự chị muốn hai em giành chiến thắng ở vòng này. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói công tâm một tí. Bài vừa rồi thì nếu mà nói để thi thố thì không phải là bài thi thố. Nó là một cái bài phù hợp với tụi em, dễ thương, đáng yêu. Và thật sự tụi em rất 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 là đáng yêu luôn. Cái đó là nói thiệt. Nhưng mà chỉ như nói về giọng hát hay là cảm nhận thì anh vẫn thích bài của hai người đàn ông bên kia hơn. Cái đó anh nói thiệt. Đó là cảm nhận riêng của Thành thôi. Nên Thành cũng muốn hỏi thêm ý kiến của trước tiên bà xã, em thấy làm sao? Bà xã suy nghĩ rất là sâu. Và bà xã nghĩ là... Bà suy nghĩ vừa vừa thôi, mỗi lần bà xuống sâu tôi sợ lắm nha, nha. Ừ. Thì theo ý kiến của em... Cố lên. Là... Sâu vô. Đồng ý với anh đó. Tôi mời những người không liên quan trước. Bằng gì? Đúng là anh Thành nói đúng là xét về bài hát dự thi thì bài hát của tụi em nó mang tính chất giải trí hơn là mang tính chất thi thố. Nhưng... ở trong nghệ thuật thì nó không phải là hay hay là dở. Yes. Mà quan trọng là khi mà tụi em ra, tụi em tạo được cái cảm giác gì cho khán giả. Giống như chị là khán giả thì chị thấy tụi em rất là dễ thương, thần thái tốt, cho nên là làm cho mình vui. Mà cái gì mình vui thì mình sẽ thích. Nên chị đúng, thích tụi em. Gọi là yêu hay không yêu thôi. Dạ. Yeah. Nếu mà em là khán giả thì em sẽ chọn hai bé. Thực sự thì từ đầu tới giờ cái phần trình diễn không có xét về cái kỹ thuật hát, thì cái phần trình diễn của hai em là trơn tru nhất. Nếu mà so với lại hai người này, thực sự là từ tới thần thái, tới vũ đạo, hai em vừa hát và vừa kết hợp với vũ đạo nữa. Đó là một cái sự đầu tư. Và chị đánh giá cao cái điều đó và chị sẽ chọn tụi em. Vậy Băng Di, nếu em được bình chọn, em bình chọn cho ai? Ngay từ đầu luôn, em nói là em rất là đề cao phái nữ, cho nên em vẫn chọn hai bạn. Với lại chị tên thiệt là Bảo Trinh nha em. Bảo Anh, Bảo Trân, Bảo Trinh là đáng lý phải chung một đội đó. Trời ơi. Đến cho nên vẫn ấm vậy. Chị vẫn tức. À, em là Bảo Trinh đúng không? Tên thì dạ, là Bảo Trinh phải không? Dạ. Em phải về với ca sĩ nào tên là Bảo Trợ nha em nha. Ừ, mới vừa em nha cưng nha. Bây giờ tới những người liên quan nè giờ ơi. Hữu Tính, cảm nghĩ sao? Hai em đã làm cho khán giả giống như là nhìn thích lắm kìa. Ca sĩ trước tiên bước ra sân khấu, người ta nhìn, người ta phải thích trước đi rồi nói chuyện gì nói. Tôi không thích là có ca cái gì tôi cũng không nghe đâu. Đúng rồi. Thật ra em khá lo lắng khi mà hai em bước ra sân khấu từ lúc mà giới thiệu tài lẻ. Vì với hình ảnh đó rất dễ thương và quan trọng nhất là cảm xúc khán giả dành cho hai em. Mọi người đang rất là yêu mến, yêu thích hai em. Và khi nghe trình diễn rồi cái phong thái tự tin rồi của hai em chị rất là thích. Nhưng mà thật ra vẫn hy vọng là đội của chị có được cái thiện cảm với khán giả từ đầu á. Là hy vọng mọi người vẫn dành tình cảm cho tụi em. Còn về cái sự thắng thua trong đây thì em không nói đến, vì đó quan trọng là do khán giả nữa. Ai thắng cũng vui cả. Cảm ơn em. Vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần gây cấn nhất của chương trình. Đó là điểm số của hai bạn nhỏ. Xin mời tất cả những ca sĩ và những người liên quan bước ra sân khấu và đứng gần với ca sĩ mình đang sở hữu. Ủa, vậy mình không liên quan rồi chị. Em ở lại rồi đó. Em đứng lên xem, ngồi xuống lại. Vâng, Harry xin tổng kết lại, Đạo Tín và ca sĩ Tuấn Phương cũng hiện nay là 92 điểm. Và bây giờ, Bảo Anh và Bảo Trân hiện nay chưa biết. Hồi nãy kỳ tích đã xuất hiện, thì bây giờ quý vị khán giả có bình chọn tiếp cho hai cô gái này hay không? Nếu em được bình chọn, em sẽ giống anh. Chúng ta tới với bình chọn của khán giả luôn quý vị nhé. Ừ. Xin mời. 92, 92. Tám mươi chín điểm thưa quý vị. Kỳ tích lần thứ hai không xảy ra nữa. Rất là tiếc.
chúc mừng cho team Thúy Ngân, Đào Tính và Tuấn Phương. Xin chúc mừng. Dù sao cũng cảm ơn tụi em đã chọn anh. Vâng thưa quý vị, rõ ràng như Trấn Thành nói thì Thành cũng thấy là các em cần thời gian để hoàn thiện hơn. Và các em ơi, cái chuyện mà tụi em giỏi là sớm muộn thôi, tụi mình còn quá trẻ để mình có thể học hỏi nhiều hơn. Quan trọng là ngày hôm nay tụi em biết được một điều là khán giả rất yêu thương tụi em. Các anh chị nghệ sĩ đã đi trước cũng rất yêu thương tụi em. Đó là cái bước đầu rất là tốt cho công việc của mình. Và một lần nữa minh chứng được rằng là hai chàng trai này đúng là thực lực. Thực lực. Tuấn Phương và Đào Tính, chúc mừng hai em. Chúc mừng. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta xin được chúc mừng cho đội Tim và đội Thúy Ngân. Họ sẽ được bốc thăm giải thưởng của mình ngay bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại những gì vừa xảy ra. Hiện nay Tim đang sở hữu Đào Tính và số điểm bạn ấy dành cho Đào Tính là 9.000 điểm. Vì vậy, Đào Tính sẽ nhận được 9 triệu đồng. Wow. Và Tim còn 1.000 điểm. Thúy Ngân đang sở hữu giọng ca của bạn Tuấn Phương với số điểm đưa ra là 9.700 điểm. Có nghĩa là bạn Tuấn Phương được 9.700.000 đồng. Thúy Ngân chỉ còn 300 điểm dành cho mình. Vâng, và Thúy Ngân và anh Tim hiện nay đang có hai phương án. Phương án 1 là phương án trời lớn. Trời lớn là như thế nào? Bấm nút vàng là cái điểm còn lại của hai người chơi nhân 0 hoặc là nhân 10. Phương án 2 là chơi an toàn, thì những cái điểm còn lại của hai người sẽ nhân 1 cho đến 5. Nhân 1 hoặc nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5 là bấm nút xanh. Ai muốn xung phong trước ạ? Chắc là Lady First, chắc là Tim bấm trước. Lady First là Tim. Lady First, sao là anh Tim? Dạ, dạ, mời Lady First. Dạ, dạ, mời anh Tim. Hồi nãy đầu tiên là đã chơi liều rồi, bây giờ mình sẽ chọn phương án là an toàn. Thôi nhân 5 được rồi. Có được nhân 5 không? Không nha. Rồi, anh Tim đã chọn phương án an toàn. Vâng, chơi an toàn quá. An toàn luôn là nhân 1. Như vậy là số tiền anh Tim nhận được sẽ là 1 triệu đồng. Không sao. Và bây giờ Thúy Ngân sẽ chọn phương án nào? Dạ, nãy giờ em tin là khán giả em chơi liều nha. Chơi liều với mọi người nha. Người ta nói là đen tình sẽ đỏ bạc. Nhưng mà em không biết là lần này có đúng bây hay không. Bây giờ em đang đen tình hay là đang đỏ tình? Dạ, em đang đen tình. Đang đen tình hả? Dạ. Em nghĩ sao bị dí với anh Đức? Dạ, em xin phép là em hỏi anh Đức là anh nghĩ sao về em ạ? Anh sẽ kêu Đức gửi mail cho em, yên tâm. Dạ. Vậy là Thúy Ngân sẽ chọn bấm màu vàng. Mời nha mọi người, ủng hộ em đi ạ. Số nhân sẽ như thế nào? Rất tiếc là nhân không. Em sẽ ra về trắng tay. Tiếc quá. Rất tiếc cho Thúy Ngân. Em xin lỗi anh Đức, em không thể về đội của anh rồi. Chúc mừng hai bạn đã có được những ca sĩ được khán giả bình chọn cao nhất ở cuối chương trình. Và Đào Tính ra về với giải thưởng 9 triệu đồng. Và Tuấn Phương ra về với giải thưởng 9.700.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình xin được phép khép lại. Quý vị đang theo dõi chương trình Giọng Ca Bí Ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.